Vâng, em Hiro xin mến chào đến bác nhá. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì em tiếp tục lên hình cho bác cũng thông báo hàng về đối với lô quản lý nguồn mà em hết hàng được mấy ngày rồi. Nhưng biết thì lô trước em về 1.000 cái và hôm nay em về tiếp tục thêm 200 chiếc quay trực tiếp tại kho của Hiro đây. Thì đối mẫu quản lý nguồn mà em đang giới thiệu bác có thể nói là mẫu quản lý nguồn cao cấp nhất thị trường hiện tại bây giờ mà chúng mình bán giá cực kỳ tốt cho anh em chơi. Cái mức giá mà em đang bán ra ấy, gần như bán để tri ân khách hàng thôi các bạn. Nhà em vẫn có lời nhưng lời rất là ít, lãi được của bác được 70-80 nghìn một con này. Thì bác cùng về nhìn số lượng sơ lược qua về tổng 200 chiếc thì mỗi thùng này là 5 chiếc các nhá. Mỗi thùng này mình là về 5 chiếc, các bác nhân lên là 40 thùng là 200 chiếc quản lý nguồn. Đây, mã 40 đấy. 200 chiếc quản lý nguồn MBS900 hàng chính hãng nhập khẩu về phục vụ các bác anh em. Thì nói đến các mẫu quản lý nguồn hay gọi là lọc nguồn điện. Đây là chính là những con lọc nguồn điện nhá. Trên trường nói chung thì có rất nhiều hãng khác nhau và rất nhiều tên tuổi khác nhau. Nhưng về cơ bản thì các bạn, về cơ bản thì nó vẫn là nhà về cơ bản cấu trúc ý, thì nó sẽ tương tự nhau. Nghĩa là có những dòng người ta không có lọc thì cũng bầu ruột mở ruột, có lọc nhưng nữa thì kết cấu nó tương tự nhau các bác nhá. Và đâu mối quan hệ nguồn em giới thiệu bác hôm nay thì em đã bán phục vụ anh em trong vòng ít nhất từ 4 đến 5 năm qua rồi ạ. Đây là một quản lý nguồn cực kỳ cao cấp mà hiện tại bên Hiếu Minh đang chào bán mức giá 1.600.000 đồng trên một chiếc. Anh em có nhu cầu thì liên hệ Hiếu Minh Auto nhá. Bán xả tri ân luôn trong cái mùa này luôn. Thì báo cáo biết thì đối với các model quản lý nguồn nói chung thị trường ấy mở phân khúc tầm 3.4 triệu hay 6.7 triệu thị trường ấy là không bao giờ có lọc các nhá, không bao giờ có lọc điện nên chính vì vậy không dám mở ruột. Và đối mẫu quản lý nguồn bên em bán đây là mẫu quản lý nguồn sử dụng đến tận 3 tầng lọc lý này. Nó sẽ cụ lọc Mexico đấy ạ, cụ lọc Mexico. Và hai tụ lọc nữa, hai phần trở lọc từng cổng này, cộng với tụ lọc ở quận cảm lọc. Vì đây là một công ty họ chuyên sản xuất về các mẫu lọc nguồn và quản lý nguồn nên khi bác nhìn vào bên ruột nó ấy là thứ nhất là nhìn trông rất là trau chuốt từ ngay phần cái rắc cắm này, tất cả bọc 100% ạ. Cáp kết nối nhá, cáp kết nối này. Đấy, tức là bằng cáp kết nối hết nhá, không có cái gì nó hàn hiếc, nó thô sơ đâu nhá. Nên là nó sản xuất đồng bộ luôn, em quay luôn trực tiếp đây vì buổi trưa rồi. Thì đồ mẫu model này thì như biết thì thị trường nói chung với thiết kế M3 tầng lọc này thị trường đang bán, anh em đang bán mức giá khoảng 2.3-2.4 triệu một chiếc. Nhưng tại sao lại chênh lệch với bên Hiếu Minh như vậy thì báo cáo biết thì nó có nguyên do như em biết rồi. Ví dụ em nhập một quản lý nguồn này là nhập của đơn vị DB chẳng hạn, hay nhập của đơn vị JD, hay nhập bên đơn vị của Adni chẳng hạn, nghĩa là mình nhập qua nhiều cầu thì bản thân bên kia họ đã lãi vài trăm ngàn rồi, cộng với bán lẻ ra thì tất nhiên người ta bán đắt hơn 6-700 là đúng rồi các bác nhá. 6-700 nghìn là đúng rồi. Đấy em nói với các bác tại sao là giá quản lý nguồn thị trường nó chênh như thế. Nhà cứ qua vài cái đầu vài khâu đại lý. Còn nói đến các mẫu quản lý nguồn nói chung thị trường thì nó chỉ toàn là hàng đặt tên giống nhau thôi các bạn. Nghe chỉ hàng đặt tên thôi nên kết cấu nó xứ nó tất cả 100% Trung Quốc. Quan trọng khi bác nhận hàng những sản phẩm một chất ấy. Và đối model này thì em nói về độ chất thì bác biết rồi. Các bác nhận mua hàng bên em nhá. Cái mức giá này ấy là, và cái thứ hai là em chuyển hàng là không phải cọc cạch gì cả. Hàng giao tận nơi. Nhận hàng, bung lắp, kiểm tra thoải mái rồi thanh toán nữa nhá. Nhà các bác về bác tự mở lắp ra. Em mở một con thì phải tem đây này. Đấy nhá. Mở lắp ra xem thoải mái hàng bên em luôn. Và em tại vì cái kênh của em nói rất nhiều lần rồi là cái kênh của em ý, là bán hàng đến ngày hôm nay thì ủng hộ các bác tầm 8-9 năm bán online rồi. Nhà, với cái kinh nghiệm nhà nghề là mười mấy năm. Nhưng cộng với cái kênh bán online mình là 8-9 năm rồi, từ những ngày đầu làm kênh YouTube bán đồ âm thanh trên YouTube ấy ạ. Thì 8-9 năm rồi. Nên là được sự ủng hộ các bác, cái lượng đăng ký rất là đông và sự và mua sắm rất nhiều các sản phẩm âm thanh khác nhau. Nên là vậy, vì vậy một số cái sản phẩm bên em gọi là cái đến đây gọi là những sản phẩm chiến lược để Hiếu Minh bán gần như không lợi nhuận, nhưng mà không ai bán hòa hay bán lỗ cả, không có chuyện đấy đâu nhá. Thì em không thể cho các bác bằng tiền được hay giúp đỡ các bác bằng tiền được, nhưng em sẽ bán một số cái mã sản phẩm bán gần như là không lợi nhuận, gần như không lợi nhuận, bán để tri ân khách hàng, để những bác nào mua để trải nghiệm và sau này bác ủng hộ em sản phẩm khác. Đó là điều quan trọng mà mình muốn bán và giới thiệu chia sẻ cái nguyện vọng của em. Cũng như báo cáo với thì đối sản phẩm quản lý nguồn này, các bác mua bộ dàn tầm 15-20-25 triệu trở lên, kể bộ dàn bao nhiêu tiền được nữa, thì em khuyên các bác lên sử dụng cho mình một quản lý nguồn để bảo vệ cho bản thân bộ dàn của bác tình trạng như chập, như là chập cháy điện, sét đánh. Đấy, cái thứ hai nữa là bị sôi xì cho bộ dàn, chống rú rít trên bộ dàn nhá, chống rú rít trên bộ dàn đấy, chống rú rít trên bộ dàn. Cái điều tuyệt vời trên quản lý nguồn này vì nó có lọc, mà lọc thì nó đỡ bị nhiễu, đỡ bị sôi, nó đỡ bị ù, nó giảm đi tình trạng sôi xì trên bộ dàn, đỡ bị mát trên bộ dàn. Đấy, nó rất nhiều cái tính năng rất là hay. Và quản lý nguồn này thì nhớ thì bây giờ bác chơi nhá, không may bị chập điện hay bị sôi hay bị rít mic cái chết cái chép hay chết cái bát của loa thôi,
nó thiệt hại nặng hơn nhiều. Một đôi loa các bác mua dù dò các mua lại rẻ cũng 5-6 triệu, nó cháy đi mất độ zin đi, nó mất đi mất khoảng mấy triệu tiền thanh lý đúng không ạ? Đấy, nên là quản lý nguồn trong khi đó thì mua có hơn 1 triệu bạc thôi. Nên là em khuyên các bác chân thành và bản thân các bác anh em sự kiện hay bất kỳ phòng hát nào vậy, bây đến hiện tại quản lý nguồn bán bao năm nay vậy vẫn là một cái sản phẩm đến hiện hữu và nó các bác dùng các bộ dàn để sử dụng các bác nhá. Và đây thì ở đây có thể thấy này, gồm Automat này, cùng với Automat tổng lớn nhá, phím sử dụng tắt mềm, phím mềm bác này, màn hình LED lớn quá nhá, màn hình LED lớn này, và hai cổng trước là hai điện, hai cổng cắm là điện là có lẫy chống giật quá nhá, hai cổng là trước là điện trực tiếp bác nhá, nhưng có lẫy cho trẻ nhỏ nhiều cái như trong cái công tắc điện cho mình ấy, lẫy để cho thò đụng, nó có cái chặn nút chặn này, cực kỳ xịn sò luôn. Và đây là phiên bản 2023 phụ ba anh em, hàng vừa về tiếp tục cập bến. Đến loa nhé, về nhiều, hôm nay hôm qua em quay rồi đấy, là loa không bảo hôm qua là hôm nay về thêm loa EV này, thì hôm nay về thêm mấy chục đôi đây các bạn này. Vừa cứ cất ngớt đi lại hàng lại về, em chưa review được đâu các bác ơi, hàng về nhiều em mình không review được kịp được. Thì ở đây thì có thấy ở đằng sau của nó sẽ gồm có 8 cổng, tức là chất lẫy bằng đồng 100% các bác nhá, 100% có lý nhá, mua hàng bên em khỏi cọc cạch gì cả, hàng giao tận nơi, nhận hàng bung lắp kiểm tra đàng hoàng. Vì sao em lại khẳng định uy tín vậy? Vì hàng mình bán chứ không phải là mình bán cái này không cho các bác mở lắp ra. Nhiều khi này đây là con mồi chẳng hạn, ví dụ như bán hàng mồi bọn đầu cho đầu dê bán thịt chó chẳng hạn, đây là em đã rõ rồi, hàng giao tận nơi, nhận hàng mở ra bung lắp xem thoải mái không nhá. Các bác quen nhà em thì không nói, nhưng bác là chưa quen nó khẳng định bằng uy tín luôn, bung lắp ra xem thoải mái nhá, 3 tầng lọc cực kỳ cao cấp luôn ạ. Còn nếu mà đấy em chia sẻ rồi, giá em nhập về trực tiếp số lượng khủng như vậy, em bán giá tốt chỉ đơn giản đấy thôi, kể anh em thợ có lấy 5-7 con ngày thì vẫn giá này, nên là anh em thợ có mua cũng thông cảm nhá. Đấy, nghe vẫn phải giá đấy, nên nó gần như là không bớt được thêm mấy cả đấy, nghe giá lẻ rẻ như buôn luôn đấy. Còn vì sao có mua các đơn vị khác hay một số cái sản phẩm của thương hiệu khác là nhiều khi là đắt hơn, là tại vì là do đội giá qua nhiều cầu đấy, chỉ đơn giản đấy thôi. Ở đây thì bác thế này, phần nắp nó này là có phần nắp đậy để chống giật nhá. Một sản phẩm chất ý, thì bác nhìn về, 3 tầng lọc, linh kiện nó chất nhá, bên trong cực kỳ chất lượng luôn. Và xin nhắc lại, giá là 1.600.000 đồng. Các bác ở hỗ trợ anh em là bao ship được nhá. Còn bình thường có mua là đến cửa hàng em có thể bán được 1.550.000 đó nhá. Ok, hàng đập hộp lên nhá. Có này, bác nhìn này, hàng hộp nó rất chắc chắn luôn. Có xốp trên xốp dưới nhá, rất chuyên nghiệp luôn ạ. Xốp trên xốp dưới xốp hai hông luôn. Đấy, một thùng là 5 chiếc. Đấy, điện em quay luôn qua đây thì các bác báo cáo bác thì loa này em về này. Đấy, lý do là em chưa quay được các bác vì hàng về nhiều quá không quay sể được, loa EV cũng về này, chưa vệ sinh gì đâu. Đấy, thì em sẽ quay clip sau nhá. Đấy, xin chào tạm biệt bác nhá.